Hiện tại nước ta đã bước vào mùa mưa. Trong mùa này, mọi người cần đặc biệt chú ý chăm sóc chiếc Husqvarna của mình để hạn chế những hư hỏng không đáng có. Husqvarna Motorcycle Việt Nam có một số lưu ý cho mọi người như sau. Đầu tiên, kiểm tra nhớt thường xuyên để đảm bảo nhớt không bị nhiễm nước. Nếu phát hiện nhớt bị đục thì bạn nên mang xe đến xưởng service ngay để thay nhớt, để lâu làm hư hỏng thân máy. Bước 2, kiểm tra và vệ sinh nhông xên dĩa. Di chuyển vào trời mưa thường làm xên dơ và trôi lớp dưỡng bảo vệ xên. Việc vệ sinh và tra dầu nhông xên dĩa thường xuyên sẽ giúp xe đi êm hơn và kéo dài tuổi thọ của các bộ phận máy. Bước 3, kiểm tra lốp thường xuyên. Lốp xe là một bộ phận quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người lái. Lốp xe bị mòn sẽ khiến độ bám đường kém, trơn trượt và dễ gây tai nạn, đặc biệt khi di chuyển trên đường ướt. Thứ tư, rửa xe sau khi đi mưa về. Đây là một bước đơn giản để bảo vệ xe, giúp bề mặt sơn và các bộ phận không bị rỉ sét. Nếu không xối bùn đất trên xe đi, axit trong nước mưa và bùn đất bị khô cứng lại sẽ làm tổn hại bề mặt sơn, động cơ và nhiều chi tiết khác sau khi rửa xe. Chú ý lau hoặc thổi khô phần đầu xe và cụm công tắc để tránh bị chập điện. Bước 5, chú ý đến bộ lọc gió. Vào mùa mưa, nên kiểm tra lọc gió thường xuyên để tránh trường hợp lọc gió bị ướt hoặc tắc nghẹt gây khó nổ máy, giảm nguy cơ lọt nước vào buồng đốt, gây ảnh hưởng không tốt đến động cơ. Và cuối cùng, đừng quên liên hệ với xưởng service Husqvarna để trải nghiệm dịch vụ bảo dưỡng chính hãng của chúng tôi.